Chào anh chị em mình. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 3 thì mình giới thiệu một số cây mai chiếu thủy, phôi và một cây gò công thành phẩm ha. Thì để đi vào chi tiết thì đầu tiên mình giới thiệu cây cây phôi trước đi. Rồi sau khi xong rồi mà qua cái cây gò công này. Đây là đám mai lá tung. Thì đám mai lá tung này là mình bán khuyến mãi ha. Khuyến mãi cho anh chị em mình là bao ship và giá nó nằm trong chậu luôn nha. Một cây cũng ship ha, là 500 ngàn một cây, là từ số 13 đến số 19 anh chị em mình. Và 20, 21, 22 là 800 ngàn mà mình bán 600 ngàn thôi. Đó, để lấy tương tác với anh chị em mình ở xa. Rồi mình đi vào chi tiết ha. Thì từ số 13 đến số, nói chung bài phôi này là lá tung nha anh chị em mình. Đây 13 đây. Thì cái chậu này là khoảng 11 tấc 7. Còn cái size là em không có báo nha, không báo size. Tại cái cây này không thể nào đo từ cây cho anh chị em mình được ha. Đây số 13 nè. Để không có nhầm lẫn thì mình đánh theo số thứ tự luôn. Mình quay mặt tiền mặt hậu cho anh chị em mình. Đây 13 là mặt tiền ha. Mình quay một vòng là ngưng nha. Đó, và trong khi đó là cái cây này là được vô đất Nhật ha, là cái tược này vô chậu nè. Đó, 13 ha. Rồi thì mình dẹp cái 86 này qua bên đây. Đó, rồi 14 thì cái cây nó bự hơn 13 anh chị em mình. Cái chậu cũng tấc 7 nha nè. Ừ, mình không báo sai nha. Hôm qua cũng có trường hợp mình bán cái cây mấy trăm ngàn, thậm có 400 ngàn mà người ta đòi báo sai, thì em nói là em không báo sai, em chỉ báo kích thước của chậu thôi ha. Tấc 7, cây số 14. Cái này vẫn có rễ không nha anh chị em mình ha. Rồi cái tay móc túng rồi nè. Nè, chứ không phải thiếu rễ đâu. Ngày xưa là em bán lô quá, em buộc dây vàng nè, cho nên là người ta số nhiều quá, người ta không mua nổi, người ta mua vài cây à. Là 13, 14, 500 ngàn cây ha. Một cây cũng bao ship nha. 15, đây 15. Em bán tùy theo ngày nha anh chị em mình. Nhiều khi em đăng bán là thường thường giá cả những cái cây như thế này là không có thỏa thuận được. Tại vì 500 ngàn mà bao ship cho bà con mình là hữu nghị lắm rồi. 10 đây, cây này cắt ra thật lát được nữa nè. 15, 15 mà tới 16 đây, số 16 nha ha. À, 16, 17 ha. 17 thì thông báo cho anh chị em mình luôn là cái video ngày hôm nay là đăng chừng 3 ngày thôi ha. Bữa nay ngày 6 tháng 3 thì khoảng tới ngày 9 tháng 3 hoặc là ngày 10 tháng 3 nếu không ai chốt thì sẽ tính chuyện khác nha. Tính chuyện khác là có thể mình nuôi luôn, mình cắt đầu đinh luôn. À, xíu mình quay những cây đầu đinh cho bà con và anh chị mình coi. Ví dụ như cây đầu đinh là cây như thế này đây, rồi mình mới cắt cắt ngang nha. 16, 17 nè. 18 nè. Ha. 18. À, giá gì là rất là hữu nghị nha bà con mình ha, 500 ngàn cây ha. 19. Đây. Em quay giáp vòng một lần một ha. Em không có quay hai lần đâu, mình nói chính xác cái ngày giùm em. Mình để nguyên nha, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 là 500 ngàn cây. Còn 20, 21, 22 là 600 ngàn cây. Đây là cái giá này là em vũ đã lùi rất là nhiều rồi ha. Thì cái chậu này chắc khoảng 2 tấc nè bà con mình. Đây, 2 tấc, bự hơn, cái cây cũng bự hơn ha. Ừ. Đó, cho nên là anh chị em mình mà có coi những cái cây này á, nếu mà em đè gì, em cắt ra nữa là khác nha. Ừ. Để gì cho anh chị em mình. Cái thùng thì thường thường đóng thùng đứng. Đây số 20 nè. 21 nè.
Đẹp nha, những cái cây này cắt đầu đinh là tuyệt vời nha anh bà con mình ha. 21, 22, đó ba cây này luôn là 600 ngàn cây. Thì nếu mà anh chị mình đã coi video nhiều bên em thì nên chốt ba cái cây cuối này. Đây là giá rất là hữu nghị ha. Đó rồi những cái cây bên kia thì mình đã có quay rồi ha. Cái này là bữa trước là 600 ngàn cây nè. Số 1, số 2, số 3 nha. 600 ngàn cây. Đó, số 1, số 2, số 3, những cái cây kia thì 1 triệu cây. Thì số 9 là mình đã bán rồi, số 9 hôm qua mình gắt rồi mình giao cho khách rồi. Nó còn còn nữa nha anh chị em mình. Còn cái lô mai á, mai mình thường thường mình cắt đậu đinh á, anh chị em mình thấy đây. Những cái mai cắt đậu đinh nè. Đây. Ha. Những cái cây mà nãy như thật lắc như vậy cắt đậu đinh nè, như cây này thấy không? Mấy cây này thì chưa, để mình mới vô chậu quá, xong rồi mình mới tán rồi mình cho. Bài này là mình định làm mini nè. Ha. Giờ mình thấy. Đây, còn cây gò công như nãy mình hứa ha. Cây này thì cái thông số của nó thì cao là một gan tay nè. Thì hôm qua cũng có người hỏi là cần cái cây 30, nhưng mà gan tay này là điều chiều cao từ mặt chậu ha. Còn ở dưới nó thì khoảng mấy ngón tay à. Đây, cây gò công. Thì cây này do số tiền nó trên 10 triệu cho nên là em không có báo giá công khai được ha. Đó, cho nên anh chị em mình mua thì có thể liên hệ với em. Thì bữa nay là ngày 6 tháng tháng 3 nha bà con mình. Thì có thể vài ngày nữa có thể là em thay chất tòng cây này. Thay bằng đất Nhật, cây này ép chậu lâu lắm rồi, đây mặt mặt hậu nha. Có vài anh em mà mình chụp mặt tiền mặt hậu, anh em mình hỏi là hai cây nào không phải nha. Đây mà chụp màn hình luôn. Đó, đây là mặt mặt hậu nè. Nó dạng như là mấy cái nu tàn chi này nữa anh chị em mình không thấy cọng dây nha, và nó nói chung là mình không dám nói là sửa chuẩn bài gì hết, nhưng mà nó không có cành mượn nha. Mình quay lại mặt hậu cho anh chị em mình xem. Thì địa chỉ của em là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Là cây gò công. Đó. Còn còn cây này là cây sam hương. Cây sam hương này là báo giá là 2 triệu bao ship. Anh chị em mình thấy ha. Đây cây sam hương. Rồi. Thì cây sam hương này lãi lá ra lá mới nhỏ nha anh chị em mình. Thì em cũng dự định em thay chậu nữa mà em chưa có thay nè. Đó, cho nên là giá như gì thì 2 triệu bên em bao ship. Thì mời đại gia đình mình cân đối tài chính để mình giao lưu ha. Còn những cái cây này thì bán thôi chưa có được. Có thể mình dằn một nước nữa. Đây là tắn hai màu. Linh sam tắn hai màu đó bà con mình. Đây màu tím nè. Cây này vẫn gọi là tắn hai màu nha anh chị em mình ha. Đó, có cây ga tắn, ga tím đó là một cây nó ga hai màu nè anh chị em mình đây. Lấy ga là cây ghiên nha. Nhiều anh em mình họ ngày xưa em bán cách này khoảng, cây này là mình bán khoảng tên 6 năm rồi. Nhiều anh em mình nói là vũ ghép vô hay như thế nào đó, không phải, đây màu tím nè, đây màu tắn. Đây là linh sam tắn hai màu. Bình phôi của em cũng còn nhiều nha. Còn nhiều thì đây. Rồi trắng hai màu. Đây, trắng hai màu đây. Trắng hai màu đây. Trắng phát hồng là ở dưới. Đó thì đây có cái mai. Mai này chắc có thể xíu nữa em cắt luôn. Là mini rất là ok ha. Đó, thông báo cho quý anh chị mình được biết tham khảo. Một số mini linh sam bên em. Những cây thành phẩm thì em đưa để trên tên đôn ha. Đó rồi. Vậy nha. Mình quay lại cái gò công nữa cái rồi mình chào tạm biệt bà con mình. Tại hôm nay lâu rồi không có đưa lên cái cây nhiều, quay lên bà con nhiều. Nhiều khi vài khách hàng á nó là à Vũ ơi sao mà
kênh của em nhiều khi đăng lên không thấy thông báo thì anh chị mình cứ gõ vô bonsai Úc Vũ hay là bấm số điện thoại, bấm nút tìm kiếm nha, nó sẽ ra. Đây, hôm nay là ngày 6 tháng 3 nha anh chị em mình. Rồi.